chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với số tiếp theo của kênh Spa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại đền Hoàng Bảo Hà. Hôm nay ở đây là cái sự kiện là rước ông ấy. Ngay ở phía ngoài cổng đền thôi mà rất là đông rồi các bạn ạ. Đủ nhá. Đang quá.